Ngày 12 tháng 4, tại Ủy ban nhân dân xã Phúc Chu, Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa đã tổ chức hội nghị công bố chủ trương đầu tư và triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở làm việc công an huyện Định Hóa thuộc công an tỉnh Thái Nguyên. Dự hội nghị có đại diện công an tỉnh, về phía huyện có đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, công an huyện, lãnh đạo hai xã Bảo Cường và Phúc Chu cùng các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở làm việc công an huyện Định Hóa thuộc công an tỉnh Thái Nguyên sẽ được xây dựng mới tại xóm Thâm Tý xã Bảo Cường và xóm Đồng Uẩn xã Phúc Chu gần trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện. Theo đó, dự án thực hiện thu hồi 42.000 m2 tương đương 4,2 ha với trên 30 hộ dân của xã Bảo Cường và Phúc Chu bị ảnh hưởng. Công trình được đầu tư xây dựng gồm một nhà làm việc 4 tầng, nhà ở cho cán bộ chiến sĩ, doanh trại, sân bãi, huấn luyện và một số hạng mục phụ trợ khác. Tổng kinh phí đầu tư 95 tỷ đồng, trong đó Bộ Công an đầu tư 78 tỷ đồng, tỉnh Thái Nguyên đầu tư 17 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ khởi công xây dựng trong năm 2023 và hoàn thành vào năm 2025. Tại hội nghị, Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng đã thông tin tới các hộ dân về chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phương án đền bù và các quy định khác liên quan đến giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương cũng cam kết sẽ tuyên truyền đến các hộ dân để đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm được khởi công. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đề nghị chính quyền địa phương hai xã Bảo Cường và Phúc Chu và các hộ dân bị ảnh hưởng phối hợp và tạo điều kiện trong quá trình triển khai dự án. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện thực hiện đúng đủ các quy định đền bù và tái định cư, từ đó giúp dự án được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.